Năm 2021 khép lại với những bộn bề khó khăn và thách thức do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, không chỉ đối với mỗi quốc gia hai địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố để vượt qua dịch bệnh, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng chung trong những kết quả ấy có sự đóng góp và cố gắng không ngừng của ngành và những người làm công tác nội chính của Đảng thành phố trên cả ba lĩnh vực: nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ngày 29 tháng 12 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng ban nội chính Thành ủy nêu rõ, trong bối cảnh chung của xã hội bị tác động bởi đại dịch, nhưng năm 2021 lại diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, như triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 22, cũng như các nghị quyết chỉ thị quan trọng của Trung ương và thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tăng cường và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của thành phố về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Hơn nữa, còn đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra giám sát trên lĩnh vực nội chính Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy ban hành hai quy trình kiểm tra và giám sát về công tác nội chính Đảng. Ban Nội chính Thành ủy đã chủ trì triển khai 5 đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua công tác kiểm tra giám sát đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đơn thư, công tác lãnh đạo chỉ đạo về lĩnh vực nội chính Đảng. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính đã vượt qua những khó khăn, tận dụng những thời cơ để triển khai và đạt được những hiệu quả nhất định trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua theo dõi, tôi đánh giá rất cao kết quả công tác nội chính cũng như là công tác cải cách tư pháp của các cơ quan có liên quan. Trước cái diễn biến phức tạp tình dịch bệnh thì cái công tác đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là vai trò của các cơ quan tư pháp, rồi trong đó có lực lượng vũ trang, quân sự, công an trong cái việc đảm bảo an ninh trật tự, rồi tham gia là những cái lực lượng tuyến đầu tham gia vào công tác phòng chống dịch, rồi các cơ quan tư pháp đã kịp thời phát hiện, xử lý, đấu tranh, đưa ra xét xử những cái hành vi liên quan đến công tác phòng chống dịch. Và có lẽ là Đà Nẵng là một trong những cái địa phương mà đầu tiên đưa ra xét xử về những cái hành vi này. Tôi muốn nhấn mạnh cái ý này để cho thấy là cái trách nhiệm của chúng ta, vai trò của chúng ta đóng góp vào cái sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong cái công tác phòng chống dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua. Năm 2021, tình hình xã hội diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan nội chính thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác phát hiện, xử lý, khởi tố và xét xử nghiêm minh các hành vi, đối tượng vi phạm, phạm tội theo quy định của pháp luật. Đáng ghi nhận là tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm. Trong năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện 297 vụ về trật tự xã hội, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đã điều tra, làm rõ 262 vụ, đạt tỷ lệ 88,2%, tăng 4,1 vụ so với cùng kỳ năm trước. Bắt xử lý 476 đối tượng, thu hồi tài sản trên 10,8 tỷ đồng. 100% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Ban Thường vụ Thành ủy
cũng chỉ đạo phát hiện khởi tố 28 vụ với 45 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp của thành phố đã thụ lý 7.512 vụ việc các loại, giải quyết 6.575 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,13%. Kết quả giải quyết xét xử đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát hai cấp của thành phố đã thực hành nghiêm quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.135 vụ với 1.921 bị can, thụ lý truy tố 794 vụ với 1.391 bị can và đã giải quyết 787 vụ với 1.359 bị can. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%. Kiểm sát xét xử 904 vụ với 1.565 bị cáo. Tiếp tục hoàn thiện quy chế phù hợp để... Năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với Ban Nội chính để trong quá trình xây dựng số quy chế của thành ủy, ví dụ như quy chế báo cáo nhanh trong việc giải quyết vụ án vụ việc, hoặc là cái quy chế giải quyết các cái vụ án vụ việc mà thực hiện thành ủy chỉ đạo theo dõi hoặc là giao cho Ban Nội chính theo dõi đôn đốc. Thế rồi chúng tôi phối hợp trong cái việc rà soát sửa đổi, xây dựng một cái quy chế phối hợp giữa Viện sát thành phố, giữa Ban cán sự đảng sát thành phố và Ban Nội chính. Ngoài ra thì cái việc trao đổi thông tin trong cái thời gian qua cũng rất là kịp thời. Năm 2021 cũng đánh dấu những quyết tâm chính trị mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kịp thời ban hành và triển khai sâu rộng Nghị quyết số 04 ngày 23 tháng 3 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chức vụ đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thì công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng được đặc biệt chú trọng. Trong đó nổi bật là việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở, chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu, tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vụ việc. Ban Nội chính Thành ủy xây dựng đề án chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên của thành phố. Ban hành kế hoạch số 18 ngày 29 tháng 6 năm 2021 thi đua về chuyên đề phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025. Sau một năm triển khai quyết liệt, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đạt những kết quả tích cực. Tại hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng năm 2021, các đơn vị địa phương cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với lĩnh vực nhạy cảm và khó khăn này qua một số tham luận. Thưa toàn thể hội nghị, quy định cụ thể về thẩm quyền và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Đây là nội dung mới của luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Trong năm 2021, toàn ngành thanh tra thành phố đã triển khai 4.927 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra hành chính đã ban hành 40 kết luận thanh tra với 94 đơn vị phát hiện sai phạm với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Xử lý khác về kinh tế số tiền 182 tỷ đồng và 1.265,1 mét vuông đất, chuyển cơ quan điều tra một vụ việc. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như tổ chức hội nghị, đăng tải bài viết trên bản tin đảng bộ của quận, website của Ủy ban nhân dân quận và 13 phường, lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, hội nghị, họp tổ dân phố của mặt trận, hội đoàn thể, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ngoài ra đã chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vào các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng bí thư chi bộ ở khu dân cư. Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính đảng, công tác cải cách tư pháp được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng triển khai chỉ đạo nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố.
qua đó triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021, đồng thời chỉ đạo tổng kết 15 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần nghị quyết Trung ương năm khóa 10. Thường trực Thành ủy cũng đã cho ý kiến đối với đề án về cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, việc khỏi cung bị can theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 và đề án phiên tòa hành chính trực tuyến. Công an thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà tạm giữ, cấp phát nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đề nghị hết sức lưu ý cái chủ trương là đảng lãnh đạo chặt chẽ hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp về chính trị. Cái này chủ trương của đảng đã thống nhất quán triệt từ xưa đến giờ, mà ngay cả trong chỉ thị 26 cũng như thế. Thì đề nghị các đồng chí cũng quan tâm đầy đủ hơn cái yếu tố này, không bỏ cái trận địa này hoặc là không giao cái trận địa này cho chỉ một vài cơ quan liên quan đến lĩnh vực này. Phải xem xét đánh giá cái vấn đề trách nhiệm cá nhân của các ủy viên trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp, cũng như cũng cần phải có cái sự định kỳ cấp ủy, thường trực cấp ủy cũng phải lắng nghe và định hướng các hoạt động của trong lĩnh vực cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Năm 2022, ngành nội chính đảng thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như triển khai có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác biên phòng năm 2022. Tập trung đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trấn áp tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng chức vụ. Tổ chức các cuộc kiểm tra giám sát, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới về sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, nhập cảnh trái phép, chống người thi hành công vụ. Để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan có liên quan, triển khai các đoàn kiểm tra giám sát trên lĩnh vực nội chính Đảng. Có thể nói, 56 năm qua, phát huy truyền thống ngành nội chính đảng, hoạt động ngành nội chính đảng thành phố Đà Nẵng luôn khẳng định vai trò, vị trí và trách nhiệm chính trị xã hội của mình, cho dù hoàn cảnh, giai đoạn phát triển nào của đất nước và địa phương. Những kết quả đạt được, cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của năm 2021, sẽ là cơ sở quan trọng để ngành nội chính đảng thành phố tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Năm 2022, dự báo sẽ có những thách thức khó khăn, đòi hỏi ngành nội chính đảng phải có sự quyết tâm cao, giữ vững thành quả công tác, phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế nhằm chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình và phát triển.